chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay sao trời nó trở gió sao là lạnh xe xe vậy? Đây không cái lạnh đây. Mấy gà thời tiết dễ bị sự cố lắm nha. Nó dễ dễ vô son. Có ba gà bị sự cố vô son rồi. Hôm nay anh em mình sẽ làm món là gà luộc ăn theo kiểu hoang dã nha. Đấy, anh ấy. Luộc nhanh đi ăn với đó bụng anh ơi. À giờ anh đi vô không? Cho luộc rồi. Của anh đi ớt vô trước anh. Luộc nhanh cho nó ngon. Sải rồi gừng hết rồi đặng quá. Ờ trong đây là anh em mình có nè. Gừng. Có xả gừng nghệ các kiểu á, lá chanh các kiểu cho nó hấp dẫn nha. Rồi, mình sẽ bỏ gà vô ăn. À, chung ra mình lật qua. Bỏ vô này. Đi bài. Có gì bao nhiêu bỏ vô luôn em. Tất cả về gà luôn nha. Hôm nay là tất cả về gà là ba gà nha. Tết này mà cũng mua mà cứ bị theo con gà mà nó trật quá. Đợt này mình quyết định cho ba gà luôn cho nó uy tín nha. Đấy. Để phải trở chứ không ấy đâu nha. Cái đây anh em mình anh trở. Cái này nãy anh em bỏ chút nghệ cho nó luộc cho nó vàng. Rồi sửa lại cho anh em ra đi anh ơi. Một nửa rồi xí lật lần nữa đó. Rồi một nửa cho nửa đi, nửa nằm nữa đó. Nè nằm nghiêng đó. Nằm nghiêng phải không? Ờ nằm nghiêng cái vậy đó. Đó, vậy đó. Nằm nữa nằm. Nằm bình thường đi. Ờ vậy đi. Cho nằm nghiêng đi. Bình thường chấm nước rồi. Rồi. Lâu lâu múc nước xấu lên cho nó vàng. Thôi anh em để đó này ơi. Hôm nay là Vũ Mập nha. Vũ Mập là xin nghỉ. Vũ Mập hôm nay sẽ là đi Vũ Mập sẽ đi lên thăm mắt hỏi vợ bạn gái nha. Gọi là đi mai mấu á, lên coi thử cái kèo được không? Mà trùng quá kìa. Anh nghĩ cũng mát không thành công. Là mai đâu, chứ chưa biết nha. À có chỗ là mai đầu tiên là được, chứ về ngủ không được. Đấy. Ngủ nghe quá. Hồi nãy là anh em mình lấy cái quyết này tạm làm món gì cho anh em xem đây nè. Tiết chân nha anh em. Khui cho mình cái ngủ nha. Thử nha. Wow, cái thế rồi nha anh em. Cộng cho điều luôn. Khi mà sao mèo nó không đỏ vậy? Ít nhiều nước quá. Ba con mà sao ít vậy? Không, nói chung là nửa tiết nữa ấy. Ba con sao ít vậy? Gà mái mà. Thời gian được chưa? Rồi. Vô xíu rêu nữa anh em dứt luôn. Món này làm luôn cho nó. Tắt lửa chưa? Hay là để qua đây này, qua đây làm liền, cầm. Đấy, mình phải là bập ngay cho giòn luôn. Qua đây, để anh bếp dứt luôn đi. Anh bếp luôn. Ra cái này ra đây. Không phải làm. Món này phải làm chút này là lạnh cho ngon. Hai cấp món ăn một củ xả. Bật nếp. Ăn cho trừ ma. Ừ, trừ tà. Thơm miệng. Này cầm. Đây cho con Vũ một cái mà nó không có hay thâu. Ừ, thơm. Hay là mình bỡ tô ra được không? Bỡ tô mình để ở đây mình ăn cho nó. À, bỡ tô ra đây chứ đây lắm. Nằm mắt, nằm lắm. Ủa lên. Bàn tết, bàn tết vàng. Anh cứ dùng nha. Dùi. Rồi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Rồi. Anh em ngừng muỗng đi, món này ăn muỗng mà. Đây. Muỗng anh nè. Rồi. Cái chén diễm ớt à, để cho đẹp mà cho anh em xem diễm ớt đơn giản. Đây, anh em phải đơn giản. Nãy là mình sơ chế muối ớt đây là tức là bột ngọt với đường với muối hột nha. Muối hột của anh em mình muối mật á. Muối hột có rang không? Không, nói chung là ở đây không rang. Nãy mình làm bạc quá cái mình không rang. Với trong đây có ớt kim với lá chanh nha anh em, mình giả nhuyễn. Cày với cày hít hít với cày với cày. Ớt kim này là. Ớt kim này. Bỏ ra anh kén cái đấy. Anh múc. Đây là cái chai khấu với làng mà trong hang động ra nha. Đây là của anh Mạc, bạn Mạc Minh á, tặng anh em trong hang động ra lấy mình bập luôn cái món này cho nó ngon. Rồi, quét mạnh luôn. Cái này hơi kè xíu anh em. Ít thôi tiết kiệm nha. Tớt là phải kè nha. Phải uống với cái ly đây nó mới hợp nha anh em. Làm màu đi đã. Làm màu mới uống được. Rồi. Ông mời đem nghe. Ông mình camera gần đây coi nè. Ăn cái gì đây? Cái trứng nha. Ngập kê à trứng, cái trứng, trứng. Ngập kê nó đâu? Không có cái ngập kê đâu. Gà mái mà đâu ngập kê. Gà mái ngập kê. Rồi mời cái nhà nha. Vừa biết ơi. Vừa ăn chưa không biết. Để thử đi vừa ăn chưa. Phải nhắm sự phải nhàn xíu không ạ. Vậy mà cho tí muối ớt cho đúng bài luôn. Ui cha. À, mà cái nhà. Bà ta ca đem. Món này món huyết chân nè, món này ăn ngon lắm. Cái đây là cứ pha nước cho chút gì nó đem pha gì đem mà. Thôi mà tỉnh về 5 năm nha em. Rốt còn một muỗng mắm nè. Mời cả nhà nha. Ít bụng nêm. Bột ngọt. Để cứ lừa. Ngon quá. Xong tiêu ớt. Anh em cứ sắc vào củ hành. Củ hành tím anh em quá ngon luôn. Xong anh em cắt tiết ra rồi anh em đánh đều. Xong chúng mở vô là anh em dỡ lên đây em cho vô muối vô nè. Đó. Camera cận cảnh cho anh hả anh bụng cái nè. Rồi. Mà anh em miếng hai ngon quá. Rồi tao mình. Đừng có nhúng đây để chụp được cái này. Em cho mấy kê nè. Mấy ngọc kê nè. Đây anh em. Đây chú nghe cái hòn trứng non nha. Ủy tín nhau anh em. Gà đây là gà đây kiểu là gà kiến nha các bạn. Nghe non mắt á. Ồ hồ tranh thủ. Nhiều muỗng nó quá đạo bẩn. Ôi dạ. Ôi để biết canh liều lượng muối vô đây chứ. Tao chú muối luôn nè ơi. Cảm ơn đâu. Anh em chừng ngày nay còn thiếu chút. Chừng uống rượu lại. Y bà anh em uống rượu chút nước.
Thanh làm đi. Nóng xì xì lạnh này. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Ngon. Số 1. Kèm chút ra vô đó. Muốn gì ăn không? Đây đây có. Đi đi không? Đây. Lấy đi nhớ. Đây. Uống chưa? Uống chưa? Chưa. Uống đi, tôi sẽ tôi làm miếng mồi đó. Mồi trước uống xem. Làm trước á. Rượu ngon. Hiểu chưa? Tao mới một ly à. Dạ em uống trước nha. Em uống là mồi cũng được. Ừ. Ở nhà nha. Ngon quá. Cái nước ngâm tiết là chừng là ngọt ha. Đây mình cũng là cồ ha, bỏ mấy viên kem này nữa ha. Ừ, viên kem đúng bài luôn. Không nữa ha. Ngon quá, mắm ngon, muối ngon. Không, cái này muốn muốn về là mình phải làm mấy món này ngon. Đúng rồi. Mình đã liên hệ với mấy người đâu nấu đám á, có trứng có ngọc kia á. Không có chứ làm mình, gà mình có cái gì mình xài cái máy mà. À, mà anh em lên được đó. Ừ. Đúng bài. Ừ, hai lấy đâu? Wow, một lần lớn 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 nó cũng gà mới đỡ nha. Trời mà CC lạnh là muối lên đây nó còn nồng cồn. Nên cho tôi muối uống miếng rượu nữa, đầy kiểu luôn. Đó, ấy á. Mời mấy anh em nha. Vui ngày mày sướng nha anh em. Ngập mồm. Ngập mồm luôn á. To mới đỡ này. Cho Thanh lên nè, nó ghê mê rượu. Ừ. Canh đây luôn. Anh ơi, anh em ơi Thanh ơi. Đỏ quá. CC lạnh mà ly rượu với miếng thịt chân y bà nha anh em. Mời cả nhà nha. Món ngon chứ. Đó, anh em ăn kèm y bà. Chút xíu à. Lên em. Rồi chứ. Trời lên anh ăn món này. Hết bà. Hết bà. Quá ngon. Làm dài các rượu nữa. Wow. Ê, tôm mì tôm. Hết cái gà chín chưa, gà chín chưa? Chín nào có. Chín bụp luôn nha. Mấy phút nữa. Mà vốn nãy cho camera bập miếng đã rồi. À, để camera bập cho nó uống vài ly vô nó quay nó mới nhuyễn. Ờ, tè ly rồi nó mới nhuyễn được. Cho miếng muối thứ ba. Thôi mình để dành cho camera nha như đó. Ngon. Rồi, làm miếng. Quá ngon. Chứa thêm nè. Ăn no mấy cái gà cho đây. Rồi. Nấu á. Chỉ có muốn chân là nên mới ăn hết sành xanh chứ mà tiếc anh em luộc là chắc khả năng là luộc thâu thua. Ăn nó mới nhiều. Em ơi. Ồ, tao bụng chồng ơi. Thôi anh em chuẩn bị tính ăn chưa? Trời ơi. Mềm rồi nha anh em. Con. Làm từng con hay sao? Hai con trước đi. Hai con trước không? Hai con đi. Ồ, có đùi mà nhìn đã. Úi dù ghê. Trời nguyên cây luôn á. Chú nguyên cây mà. Trời chú cây luôn. Ok, con này cây. Ôi. Nhất luôn viên cây luôn. Là bây giờ mình xả xác được chưa? Để không? Bụp cái đùi này. Anh hãy anh camera coi gần lại nói cái đùi chảy nước rồi. Anh em ngồi luôn. Wow. Wow. Đây cho Hiến đi. Anh em mỗi người một cái, bốn em mỗi người một cái. Xí đi anh, xí đẹp quá, bốn đùi. Xí là Thành. Ăn cái đùi trước cái nó ngon hơn trước. Mình bề hôm nay lúc nhỏ, mình nhớ lúc nhỏ mình với ông nậu bà nậu mình á, có gà giò giò nhỏ, luộc xem cái chấm muối tiêu, ăn nó ngon. Đùi ăn mẹ. Em trai mình chức luôn cái bao câu rồi. Rồi, đưa dĩa muối xê vào cái Thành. Nhìn vào luôn. Rồi, mời mấy anh em nha. Cái đùi mình nó có kèm theo cái bao câu nữa cho đem nó xuống tới vũ á, vũ coi đây là vũ nó khoái đây. Ôi, thêm luôn vũ thêm cho được. Vũ lên em ơi, mời đẩy lên nha. Mời tất cả gia đình nè. Cắm luôn. Làm gì mà? Có phim Hồng Kông mà thấy mấy anh mà anh trai cái đùi bị lớn này đã đi. Đã thiệt. Coi phim á. Cái bàn coi phim mấy đoạn hấp dẫn vô. Bàn ông mẹ. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Đã luôn. Hấp dẫn. Nước ngọt. Ui, béo. Nước lại ngọt nữa. Quét nhiều vô nó mới đã nha anh em. Là tơ nó mềm đúng rồi này. Mình luôn nhanh mà. Bởi em ăn. Luôn nhanh không? Rồi đúng bài không? Quá ngọt. Đúng đã. Ăn cái ruột trăng á. Không, nó cái trước nó còn hai nhỏ nó sợ nó hay nhặn. Giòn, ngọt, giòn. Ăn nắm nó ngon chứ nguội là nó mắc độ à. Chấm vô anh em tập trung vô cái đùi đây camera. Dồn hết những cái máy quay vô cái chỗ cái dĩa đó dùm cái anh em chấm vô anh em ơi. Bôi vô nha anh em. Rồi, dứt. Dạ. Đợi tí nha. Đậu ăn có nó luôn. Quá ngon anh em ơi. Nó vừa chín đáo ăn ngon. Ngon. Rất dễ không. Còn xong đó. Mà gà cũng ngon nhá. Gà tiếp đi cũng ngon nhá. Gà chúng năm định phải không? Đó. Đã luôn. Thêm mấy ngày nay bữa nay mới được ăn. Mình đang bị ho thấy gà vẫn cầm không được anh em ơi. Ngon quá. Cầm lại mà không đạn nha thầy. Muối gió dạ ngon á. Đó. Thì bà. Phan. Dạ. Yeah. À, đi quá.
À, nói chung anh em cũng làm đây cũng chúc mừng Vũ nha. Hôm nay có vợ. Ừ, quên chứ. Có bồ. Để xem mát. À, ra mát. Hy vọng là thiên hạ đệ nhất may máu này, may máu rồi được cho anh Vũ nha. Mời anh em nha. Người ta nói là trên đài có bốn cái ngu mà. Ừ. Vậy cầm về đầu tiên anh hai. Cơ cơ. Cái gì ngu? Chịu gian thơ không biết. Còn mày nữa á. Mày cũng chưa may máu đâu á. Lớn tuổi hơn người ta mà thua người ta cả hai vợ đó. Mà anh em à. Ui giời. Tình dân duyên lặng nặng ở đây mà. À, đã quá. Cho đây vừa chín tới luôn này. Ôi, đề nghị mấy cái ekip làm phim mà mấy bạn cho tôi gần gần cái chỗ ơi. Xíu nào ơi. Gà nước quán nè. Gà lóc lách. Ui. Mời anh em nha. Wow, tiếp phát nữa coi. Chấm mạnh vô ơi. Mời anh em nha. Năm nắm mày ngon. Mời kéo anh vô. Anh em gà nhé, gà quá chạy đó. Gà mà cứ gà giò tơ tơ ăn mới đã. Biết quá. Cái muối này mình giả là nói chung là nó khẩu vị nó nhạt nhạt vừa vừa nha anh em, khỏi mát, cứ chấm ngập nha anh em. Mời nha anh em. Hoặc qua từ xa tới. Rùi kéo à, rùi kéo à. Anh à. Quá. Cầm ra. Cầm rượu đây. Có cái đèn đâu, Hai phải bút được đấy. Ừ. Đưa kéo mà lấy cho anh một. Thấy đi phải bút. Thấy từ từ qua rượu. Rượu gì vậy? Rượu đây giống bến Thượng Hải vậy. Rượu châm. Cái rượu này ở bên ấy ở vậy. Bến Thượng Hải. Ở đâu vậy? Nguồn gốc ở đâu vậy? Nếp mang lá. Ờ đúng rồi. Thử đi. Rượu uy tín phải không? Uy tín mà. Rồi uy tín bập. Ngừng trong đây uống hết nghỉ. Gửi chai thôi anh em mà đấy. Ê mình coi phim Trung Quốc mà là mình thấy ông này có kiểu Trung Quốc nè, không thất công uống cái bình đây nè. Để ngồi luôn anh, ngồi luôn bác. Để tới ngồi đây ngồi bác công. Cảm ơn anh dùng món này được không? Được hả? Chắc không á. Tôi nhắn nè. Để anh thấy cầu buồn dữ. Từng bình đây em. Ủa bình một bình đây là nửa lý chưa? Hơn á. Bình này không 75. Hơn nửa lý chưa? Anh em làm hết ba bình nghĩ sao đây? Từng bình một nha. Từng bình một này anh cười bình này. Anh có phải làng tạm thời anh ra sao để coi thử cái rượu đây chứ không phải làng mùi vị ra sao nha. Em khui giùm anh cái. Em chiên uống rượu ngoại mà. Không em rượu này rượu ngoại hay rượu tay vậy? Rượu tay vậy? Rượu tay thì nó không ghi tiếng Việt, mà rượu Việt thì nó không ghi tiếng Tây. Đây chắc là tem tem điện tử rượu. Rồi. Rượu Việt là. Rượu Việt là chắc. Tem chống hàng giả mà. Vâng lót cái ghế ngồi luôn. Rồi. Anh em hết mà ngại gì. Anh em cứ cây nhà Vương thôi. Hơn Vương ơi, cảm ơn Vương. Thấy anh em đang Facebook về qua. Tại vì anh Vương biết chỗ anh em mình là cứ qua là cũng không có đồ ăn. Cứ mai mốt cứ qua là có đồ ăn à, yên tâm. Bà phải ruột ra mà lúc nào con Facebook ra. Phải ruột có bên em mà cái sao vậy. Rồi cái ly đâu? Ly đây. Chạy ly đây hả? Rồi chạy ly đâu. Ráng ly rồi. Để cho nó đổi khẩu vị nha. Làm thử cho nắng với anh Vương. Wow. Làm cái mạnh mỹ luôn. Dù nếp đi. Chấm mạnh vào. Dứt luôn đi anh Vương ơi. Ê bây giờ mình rượu mới bây giờ mình đổi mồi mới đi. Anh ấy, anh chụp hai cái này anh bỏ cái kia cho nóng rồi anh chụp cái kia bỏ ra cho em đi. Cái kia cắt rồi. Ê đũa đây. Cái kia đưa cầm hai đũa ghim bỏ vô. Cái kia cắt là cầm hết ra cho nóng luôn. Cầm cho nóng cho ngập trước em vừa. Cầm hết ra luôn. Đây đây bỏ vô. Cầm hết ra ngoài luôn. Anh bỏ vô xong cho nóng. Gì nữa đũa nữa anh hai. Cầm cái nóng đem ra. Ăn cái kiểu miệng liền mà. Ồ đưa em đó xuống lại cho nóng ha. Không? Ồ. Mẹ hàng to à. Một cái mừng trăm mang lá truyền thống. Con đây ra cho nó. Rồi. Wow. Trời đã. Vô anh. Ăn dễ nó mới ngon chứ còn. Để em chạy quận từ anh quay em làm thử. Rồi em làm. Nếp cá thôi. Coi thử sản xuất ở đâu chưa. Ở tỉnh nào chưa. Quá. Quá đẹp. Ủa nhưng cái ở đâu bà bán cái loại này vậy? Cái lấy ở Trung Quốc về đó. Cái này trước đi qua dạng lý truyền thống. Cái vị nó cái này là cái hồi nó đóng phim em Dương Quá không? Dương Quá cũng là đây à? Dương Quá. Đây nè. Cái kia sản xuất tại Yên Bo. Yên Bái. Yên Bo. Yên Bo. Uống xem cho em cái bình này để mai mốt chế rượu ngon. Bình đẹp. Chế rượu cho đi uống ngon. Có email số điện thoại luôn nha anh em. Đây là mình cũng nói thiệt với anh em là
À, ngon mình khen mà dở mình chê. Nhưng mà điệu ra sao nó từ từ giống đứa con pha đường á. Ê Diệu ơi. Điệu mang lá à, mang kiểu mang lá, mang lá. Kiểu như mà mang của mình à, mình nó ngọt nó rượu nếp của mình à. Nó lại có bự. Để mình nước ra. Có bận mà nó. Rượu nó uống cái này cho say. Uống rượu đây phỉ. Nó ngọt á. Rượu uống say được không? Được làm đi. À là mấy đang phim uống rượu này nè chứ rượu kia nè. Ở trong phim uống rượu không ơi. Rượu gì ôm á. Rượu kia đập cái nhà nha. Rượu có hầu quá nha, hầu say nha. Ơi rượu ra vô nắng bụng nè. Nếu mà là theo kinh nghiệm của anh á, bây giờ là rượu bia uống nhiều là say. Ừ. Kinh nghiệm tao uống nhiều là mới say đúng không? Uống ít là không say. Nhưng mà rượu đây mình nếu rượu trái công chắc cũng được mấy trăm triệu bình là chết nè. Ê nếu mà uống vô bụng con nếu mà say không. Ờ đây có 55 triệu anh trai thôi. Chạy 5 điều à. Cũng rẻ hơn rượu trái công. Đi. Sao để có 3 tiền xếp 1 ngàn mà. À. Đâu? Đâu? 365 năm rồi. À. Thương gia 365. 365 năm rồi. Ủa 365 năm. Dạ mà tính ra 365 ngày nhá. Không, 365 năm. Điều không tích công mà nghĩ sao ấy. Điều như vậy à. Điều cho phụ nữ hay sao ta? Nào mình uống cũng lắc phát gòn ra chứ ở đây hơn. Một người một bình ấy chắc tám chuyện á. Kéo bấm bấm bấm. Hơn nửa lít nha. Cái bình kia nó khác nha. Bình này nó khác. À, vậy là có hai loại cho nam nữ phải không? Thử luôn. Ba phim sao lên luôn. Đúng rồi, anh làm coi anh này chắc coi phim mà Trung Quốc nhiều rồi. Đây là men lá, còn đây là nếp nếp cái. Thấy từ từ Hoàng Huy Hồng trước kia đó. Không, nhưng mà công nhận là anh em thấy em dày đồ quắn rồi rất là. À, tí viền không? Mỗi tí viền không? Đẹp á. Đóng tiền luôn kỹ à, đóng lấy tìm lại kỹ à. Mà. Có ô cốp chưa? Ô cốp. Cái nào hồng không đây nè. Cảm ơn. Ở đây còn đây. Vô này nóng ném ăn cái đùi ngon này vô. Đập bị nước vô ăn vô đá. Cánh đá. Bắn cái rượu đây này nè. Rượu vang này rất khui dễ sao rượu đây bây giờ khui. Được chưa. Hôm nay nó có cái miếng bạc này. Quét mạnh vô. Không khui đầu á. Mày khui gì? Nó dính cái bẹp này mà. Mời cả nhà nha. Nhìn nè. Ủa sao nó không kêu? Nó kêu có bụp chứ. Nó kêu làm cái bụp chứ. Rồi dính đây. Rượu nó cái mèo nó. Đó. Nó hơi kiểu đục xíu với anh em thử, nhưng mà uống nó có vị ngọt thử ngọt mà nó bê mùi nó, thơm cái men của nó lại nó bay ra hết men rồi nên nó đỡ bớt mà như cái thằng này uống nó không ngót bằng thì rượu chuối vậy mày rượu chuối rượu gì loại mới nè thử là bán này đẹp hơn này nếu mà nó ok à. Thì bập luôn còn nếu không mà thì nó nhạt nữa là đấu ra thằng Lèn vô. Rượu chuối là nó lên men anh hai à. Sao? Đây đậm vị hơn. Đầy lá mà. Đây đậm vị hơn. Ngon đúng không? Đẳng cấp. Ngon hơn. À ngon hơn hả? Mạnh mà hơn. Giống như mang lá là sao mình không biết nó uống kiểu sao nó bằng cái gì ta? Cái sao gọi là mang lá mình cũng không rành á. Ra bên ngoài bắt nhiều lắm mà mình không rành. Tức là cái lá nó ủ. Lá gì chứ? Quanh nằm cái lá gì chứ? Nó không dùng bằng men. Nó không nó mà nó lấy cái lá đó. Lấy cái má lá làm men. Với những cái nguyên liệu. Rồi. Đó xong rồi nó à chứ bình thường mấy kia làm là men Trung Quốc, người ta mua men Trung Quốc rồi, làm. Rồi. Còn đây là người ta không lấy cái men đấy, người ta lấy cái lá người làm men. Ừ. Kiểu lấy men tự nhiên đúng không anh? À kiểu không ấy, 30 độ lận mà. Không có đây nè. Cái này uống vô anh đây 30 độ mà. Thầy này uống vô ấm cổ mà. Vậy. Đây. Ôi, quá đỉnh quá đỉnh. Này ối giời luôn. Không, đây có chân đem đây là. Ôi các bạn. Ôi giời. Chân đem mà có đem đây thì chắc rượu đây nó có mùi nồng hơn cái. Không nẹt quá chịu nó. Không cũng được chứ không lấy nấu nồng. Uống được. Mày nặng. Giờ hấp quá hấp không? Đau Hiên ơi. Ừ. Này nặng lắm. Nhìn đầu yếu. Anh đầu yếu. Cho cái gọi thương gia kia vào. Không ai muốn là nó uống. Đây được. Một bỏ không? Ừ. Là này cũng không cái đây là cái loại nào giờ uống loại nào? Cái này cũng không không này gì mấy đâu. Sơ. Hai cái ngang nhau mà. Ừ, căn này cái đây hai nếu cái căn này ngang nhau mà cái đây uống vô nó nếu còn hơn. Cha ông kiếp trước sinh ra rượu. À. Con cháu đời này khỏi sức sang. Khỏi sức luôn. Được. Có con thơ nói luôn này. À. Đây ông trời ơi, chứ xí lạnh nghe. Tại xí lạnh uống rượu ngon này chứ. Ủa, uống giờ lạnh lắm. Rượu ngon. Cái này rượu trong veo vậy. Ừ, đây rượu trong veo. Mà đậm đà hơn. Đây rượu của ông Bảo á. Bảo à? Rượu ông Bảo dễ đi bậy lắm nha. Không, cũng dạy vậy. Dạy vậy bình thường mà. Thấy nó lạnh đậm vị hơn chứ. Không, nhưng mà nó không có ngọt bằng cái kia ngọt hơn. Cái kia ngọt. Hiển quá hấp á. Thôi bây giờ ném cái nào mình chốt cái đi.
Cũng này anh Vương đem qua cái điều khó phải làng số lượng có hạn, loại này mua được. Không phải làng chuyển từ Hà Giang trong bán đá ra xa, xa lắm. Rồi, đem cái hũ đây, dứt hũ kia đó ra. Hũ đây là mình phải đầy ngang mạc luôn anh hai. Đang ngang mạc luôn. Đang ngang mạc luôn. Rượu đây là uống như kiểu đoàn dự mà uống tam thùng không xa. Lụm mấy con câu rồi. Anh em ơi. Ơi. Mời anh em á, anh em nào chưa đăng ký kênh hay like kênh anh em nhớ like ủng hộ anh em nè. Anh em thấy giống cái kiểu tiêu phèm lúc về giường không anh em? Mời anh em nha. Rồi, sao đẹp quá. Sao giờ uống vô thấm mà sợ. À quá. Rồi anh em ơi, mình đem thử lúc chưa xài. Anh em hôm nay cũng làm mấy con gà. Đã, đổ bạc. Nóng ném nó ngon nha anh em, ăn nóng ném nó ngon chứ nó nguội à, nó mắc đồ ngon. Hôm nay thì cũng có duyên anh Vương anh đem cái rượu lần đầu tiên mới thấy cái rượu này á, mình công nhận cái ủ cái lưu cũng khá là đẹp á. Đồ đẹp đấy. Đẹp. Cái này mà uống hết rượu rồi xúc ra cho sạch sẽ bỏ cá lư thì rượu nếp cái, rượu nếp cái. Rượu nếp nếp cái, nếp cái. Thì nếp cái mà không? Nếp cái hoa. Đây nè, bên đây cái nếp cái nè. Cái gì cho nếp cái nè. Nếp cái còn kia là cái nếp mà nếp ở ngoài Bắc á. À đúng rồi á. Rồi anh em mình xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào uống cái rượu này chưa? Thử thử cái này. Còn anh em mình hồi nãy uống không có đèn à. Chai thôi để dành bây giờ rút hết ba chai rượu nắp cá đi. Wow. Rồi nghỉ nha. Chào anh em, cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em ơi. Chào anh em. Ui.